Chào các em, tiếp tục đến với bài học về kiến trúc và tổ chức máy tính. Trong cái nội dung bài học ngày hôm nay, thầy sẽ trình bày với các em định nghĩa cũng như là tính chất của một cái máy tính theo kiến trúc Hohnemann, những cái ưu và nhược điểm của một cái kiến trúc máy tính, cái mà vẫn đang hiện đại được sử dụng và áp dụng cho đến ngày hôm nay trên những cái máy tính hiện đại. Sau đó thầy sẽ trình bày với các em một số cái nội dung về làm thế nào để máy tính có thể thực thi được một cái chương trình và ý nghĩa của cái bớt hệ thống trên máy tính nhằm mục đích để làm gì. Trong quá trình phát triển của máy tính, những thời kỳ đầu máy tính được hình thành dựa trên cái nguyên lý là chúng ta lập trình bằng phương pháp nối dây, tức là chúng ta xử lý một chương trình bằng phương pháp kết nối nhiều thành phần phần cứng khác nhau trong một cái cấu hình xác định. Cái phương pháp lập trình bằng cách nối dây như thế này nó mang lại một số cái ưu điểm là có thể thực thi chương trình nhanh. Tuy nhiên cái vấn đề nó xảy ra khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp này cho việc phát triển máy tính, đó là cái tính là không linh hoạt, inflexible. Trong một số cái tác vụ mà nếu chúng ta muốn thay đổi cái chương trình hoặc là chúng ta muốn mở rộng thì nó rất là khó, và để cho việc thay đổi về phần cứng và bắt buộc chúng ta phải thực hiện là phương pháp nối dây. Và từ cái điều khó khăn từ cái việc mà dùng phương pháp nối dây của máy tính thì các nhà thiết kế đã đề xuất ra một cái phần cứng đa dụng, người ta gọi là general purpose hardware. Cái phần cứng này nó có thể làm nhiều nhiệm vụ khác nhau mà không cần phải thay đổi phần cứng. Cái kiến trúc máy tính Hohnemann đó được đề xuất năm 1945, đó là một kiến trúc máy tính đơn giản và có khả năng thực thi bất cứ loại chương trình nào mà không cần chúng ta phải dùng phương pháp là đấu nối lại dây, không có sự thay đổi về phần cứng nhiều. Và ba cái đặc tính chính của cái kiến trúc máy tính này đó là dữ liệu và lệnh thì được lưu trữ trên một cái bộ nhớ mã lệnh nha các em, và cái nội dung của cái bộ nhớ này nó được đánh địa chỉ dựa trên những tín hiệu địa chỉ đầu vào. Và cái kiến trúc máy tính này nó sẽ thực thi những cái lệnh theo một cái phương pháp tuần tự, tức là từng lệnh một. Và ý nghĩa của cái thành phần control unit ở đây nó sẽ làm công việc là điều khiển cái việc thực thi chương trình. Cái program ở đây chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, đó là một tập hợp của nhiều mã lệnh, tập hợp của nhiều cái instruction, thì người ta gọi là nó program. Cái thành phần xử lý số học hay còn gọi là data pad thì nó là sẽ nhận nhiệm vụ là thực thi cái chương trình. Và chúng ta thấy là data pad ở đây là xử lý chương trình, và cái control pad hay còn gọi là control unit ở đây là cái mà sẽ thực hiện nhiệm vụ là điều khiển cái việc thực thi chương trình ở đây. Như vậy nhìn mà sơ qua cái hình ở đây, chúng ta thấy rằng những cái khối như là data pad hoặc là control pad này nó nằm trong cái thành phần là bộ xử lý, processor hay là CPU. Và một cái bộ nhớ tách biệt với bộ xử lý thì đó là một cái định nghĩa của cái kiến trúc Hohnemann, tách biệt giữa bộ xử lý và bộ nhớ. Thì khi mà bộ xử lý yêu cầu truy xuất dữ liệu từ bộ nhớ thì bộ xử lý sẽ đưa các tín hiệu địa chỉ và lấy lại dữ liệu hoặc lệnh nạp vào trong bộ điều khiển ở đây. Và với dựa trên các mã lệnh từ được lấy được từ bộ xử lý thì bộ điều khiển ở đây sẽ biết là sử dụng những cái phần cứng nào trên bộ xử lý số học ở đây. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái phương pháp mà sử dụng một cái phần cứng đa dụng ở đây, một cái general purpose arithmetic and logic function, thì nó cho phép chúng ta xử lý được nhiều cái chương trình một cách linh hoạt mà ít có sự thay đổi về phần cứng, trái ngược lại so với phương pháp là sử dụng phương pháp là lập trình bằng phần cứng ở đây. Chúng ta thấy rằng nếu xem phương pháp lập trình bằng phần cứng ở đây là một cái hộp đen mà ở trong đây là sự kết nối của những cái mạch điện một cách là có cấu hình để giải quyết một cái bài toán nào đó hoặc một tác vụ nào đó, thì dữ liệu nó đầu vào thì đưa qua những cái mạch phần cứng này, chúng ta có liền cái kết quả ngõ ra. Tuy nhiên nếu như chúng ta muốn thay đổi chương trình hoặc là chúng ta muốn mở rộng ra thêm kiểu dữ liệu đầu vào thì cái phương pháp lập trình này nó gây ra những cái hạn chế nhất định về mặt là phát triển hệ thống phần cứng. Cái phương pháp lập trình bằng phần mềm ở đây
thì chúng ta dùng một cái phần cứng đa dụng, và ở đây xuất hiện cái thuật ngữ là software. Vì cái software chúng ta đây, chúng ta cần một cái trình biên dịch hoặc là một cái trình thông dịch để tạo ra cái tín hiệu điều khiển, và mạch phần cứng control unit sẽ điều khiển những cái mạch trong bộ xử lý sinh học để xử lý những cái dữ liệu đầu vào, đưa ra một kết quả tương ứng. Lần nữa chúng ta nhìn về cái nhìn chiều tượng của máy tính, bao gồm hai thành phần phần cứng và thành phần phần mềm. Cái phần cứng ở đây là một cái cốt lõi của hệ thống máy tính, và bao gồm các mạch điện được xây dựng từ các transistor và các dây nối. Và thành phần phần mềm thì được chia ra làm phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ thống. Phần mềm ứng dụng là cái mà cái chương trình mà chúng ta có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình cấp cao để mà tạo những phần mềm tương tác với người dùng. Còn phần mềm hệ thống ở đây là những cái trình biên dịch, những hệ điều hành, quản lý tác vụ, lập lịch để cho những cái tác vụ này có thể được hoạt động và sử dụng tài nguyên phần cứng khi mà hệ điều hành nó chia sẻ. Thì các em thấy rằng á, khi mà những cái mã lập trình cấp cao này được trình hợp ngữ chuyển thành các mã hợp ngữ, và sau đó dùng assembler, tức là trình hợp dịch, nó chuyển thành các tín hiệu, cái tín hiệu điện. Tất nhiên thì trong máy tính thì nó không thể nào hiểu được cái ngôn ngữ cấp cao như trên đây hoặc là hợp ngữ. Máy tính chúng ta chỉ hiểu các tín hiệu nhị phân thôi. Đây là các tín hiệu điện mức 0, mức 1, thể hiện mức nhị phân. Và các tín hiệu mức 0, mức 1 này là vừa thể hiện cho dữ liệu, vừa thể hiện cho trong mã lệnh. Thì khi đó các tín hiệu này ở đây được đưa vào trong các thành phần phần cứng control unit, và sau đó control unit nó sẽ giải mã và quyết định rằng mặt phần cứng nào trong bộ xử lý sinh học sẽ thực thi cái nhiệm vụ xử lý cái dữ liệu ở đây. Tuy nhiên với kiến trúc polymer thì chúng ta vẫn gặp phải một số cái nhược điểm. Thì cái điều đầu tiên ấy, thì chúng ta thấy đó là cái kiến trúc polymer đưa ra một kiến trúc là bộ xử lý và bộ nhớ thì nằm tách biệt lẫn nhau. Người ta còn gọi kiến trúc polymer là kiến trúc computation out memory. Và vì cái sự tách biệt giữa bộ xử lý và bộ nhớ ở đây ấy, nó dẫn đến hai cái vấn đề. Một vấn đề thứ nhất là về vấn đề về năng lượng truyền dẫn giữa bộ xử lý và bộ nhớ. Thì nếu như bộ xử lý luôn truy cập, yêu cầu truy cập dữ liệu hoặc là lấy lệnh từ bộ nhớ, thì bằng một phương pháp so sánh, chúng ta so sánh giữa là việc truy cập vào bộ nhớ tiệm và việc truy cập vào bộ nhớ chính, chúng ta thấy rằng năng lượng nó gấp rất nhiều lần so với việc truy cập vào bộ nhớ tiệm. Con số này thầy lấy được từ một cái bài báo ở dưới đây, các em có thể tìm hiểu thêm nếu như các em quan tâm. Và một vấn đề khác nữa là khi chúng ta học về đánh giá hiệu năng thì chúng ta biết rằng là cái CPI để cho việc mà truy cập từ bộ xử lý truy cập vào bộ nhớ, thì cái lệnh truy cập này có CPI nó khá cao so với những lệnh xử lý số học bên trong bộ xử lý. Một vấn đề mà chúng ta gặp phải nữa đó là bị hiện tượng thắt cổ chai khi mà giao tiếp giữa bộ xử lý tốc độ cao và bộ nhớ. Như vậy tóm lại, về mặt kiến trúc polymer chúng ta thu lại một số cái ưu điểm như sau. Thì cái nhất là nó một kiến trúc đơn giản so với những kiến trúc khác được đề xuất. Và điều thứ hai nữa là đó là một kiến trúc linh hoạt. Như vậy chúng ta có thể thực thi được bất cứ một cái chương trình nào một cách dễ dàng. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm, đó là như thầy nói là về tốc độ và việc là truy cập vào bộ nhớ. Như vậy thì cái kiến trúc polymer này nó đang thể hiện nhược điểm của nó khi chúng ta giải quyết những cái bài toán yêu cầu về tốc độ xử lý cao, đặc biệt là trong các bài toán về nhận dạng và các bài toán về trí tuệ nhân tạo. Thì kiến trúc polymer này nó thể hiện cái nhược điểm khá lớn. Tuy rằng chúng ta đã cải thiện và tối ưu về chương trình cũng như là giải thuật, nhưng vấn đề về độ trễ giữa bộ xử lý và bộ nhớ nó đã gây nên rất là nhiều cái ảnh hưởng về hiệu năng nhận dạng của hệ thống. Và chúng ta biết rằng về tần số hoạt động của bộ xử lý thường nhanh hơn gấp 5 lần so với bộ nhớ, thì đó là một cái rất là hạn chế kiến trúc Volumen này khi yêu cầu bộ xử lý truy cập vào bộ nhớ liên tục. Thiết kế gọi là computation out memory, tức là bộ xử lý nằm ngoài bộ nhớ. Thì với giải pháp mới, họ mong muốn rằng làm sao đó hãy tích hợp cái bộ nhớ này nè vào trong bộ xử lý luôn.
tức là vừa tính toán vừa xử lý. Điều này là khả thi và các nhà khoa học đang đề xuất những cái giải pháp mà họ sẽ cố gắng thực hiện hóa nó trong, thầy nghĩ là trong thời gian không xa. Và cái thuật ngữ mà họ định nghĩa đó là computation in memory. Các em có thể, một cái thuật ngữ khác có thể gọi, còn gọi là in memory processing cũng được. Đây là một cái bài nghiên cứu về kiến trúc máy tính mà xử lý kết hợp, và kết hợp giữa thành phần lưu trữ và thành phần xử lý, dành cho các bài toán về tính toán nhanh và công suất thấp, xử lý trong bộ nhớ DRAM. Có bài bài viết có tên là IndiRAM Bitwise Processing Circuit for Low Power and Fast Computation. Thì nói về vấn đề là làm sao giảm số lượng chu kỳ xung nhịp mà vẫn đạt được cái hiệu năng xử lý tính toán, thì đó là cái nội dung của cái bài viết này. Chúng ta có thể nhìn sâu hơn về kiến trúc Volman ở cấp độ là kiến trúc. Thì hình ảnh ở đây minh họa cho chúng ta thấy rằng ấy, trong cái bộ xử lý theo kiến trúc Volman này, nó bao gồm những cái thành phần như là những thanh ghi đặc trưng, và những thanh ghi này thầy nghĩ là các em nên tập trung tìm hiểu và lưu ý. Thanh ghi thứ nhất là thanh ghi là PC, viết tắt của từ Program Counter. Đây là bộ đếm chương trình, bộ đếm chương trình. Thanh ghi thứ hai là IR, viết tắt của từ Instruction Register. Thanh ghi thứ ba là Memory Address Register. Thanh ghi thứ tư là Memory Buffer Register. Thanh ghi thứ năm là IO Address Register, và thanh ghi sáu là IO Buffer Register. Đây là những thanh ghi rất là quan trọng nhằm để lấy dữ liệu cũng như là nạp địa chỉ vào trong những cái đối tượng như là bộ nhớ hoặc là ngoại vi. Thành phần còn lại là phần execution unit, đây là thành phần tượng trưng cho bộ xử lý số học. Và chúng ta thấy rằng đây là thành phần main memory, thành phần thứ hai rất quan trọng trong kiến trúc Volman. Bộ nhớ này chứa hai thành phần, đó là lệnh và dữ liệu. Và chúng ta thấy rằng lệnh và dữ liệu là được lưu trữ chung trên một cái bộ nhớ có khả năng ghi và đọc. Chúng ta thấy rằng đây là cái bộ nhớ chính mà chúng ta sẽ học trong cái nội dung bài học chương tiếp theo. Một cái thành phần khác đó là thành phần ngoại vi. Ở đây là khối ngoại vi chứ không phải là những ngoại vi đơn nhé các em. Như vậy cái khối này có nhận nhiệm vụ là giao tiếp trực tiếp với những cái ngoại vi bên ngoài như là chuột, bàn phím hoặc là loa, vân vân. Thì những cái khối điều khiển ngoại vi này nè, nó có một thành phần là bộ nhớ đệm. Thành phần bộ nhớ đệm này nó sẽ đệm dữ liệu ghi từ bộ xử lý xuống ngoại vi, cũng như là nhận từ ngoại vi vào bộ xử lý khi giao tiếp thông qua một cái đường bus chung ở đây gọi là system bus. Thì system bus trong cái bài học ngày hôm nay thầy sẽ giải thích cho các em bao gồm những cái bus tín hiệu nào. Chúng ta coi kỹ hơn bên trong ý nghĩa mục đích của ba cái thanh ghi này. Về cái thanh ghi đầu tiên đó là thanh ghi về cái thanh ghi đầu tiên đó là thanh ghi địa chỉ bộ nhớ. Thì cái thanh ghi này nó sẽ chỉ định cái địa chỉ nào trong bộ nhớ sẽ được đọc hoặc là ghi tiếp theo. Về cái thanh ghi bộ đệm bộ nhớ, nó sẽ chứa cái dữ liệu sẽ được ghi vào hoặc là được đọc ra từ bộ nhớ. Và tương tự đối với bộ nhớ thì ngoại vi cũng cần một cái thanh ghi để mà giao tiếp với thiết bị ngoại vi cũng như là đọc dữ liệu từ thiết bị ngoại vi. Thì với việc giao tiếp thiết bị ngoại vi, chúng ta sử dụng một cái thanh ghi địa chỉ ngoại vi để mà xác định là bộ xử lý sẽ dùng sử dụng cái ngoại vi nào. Giả sử như sử dụng cổng LBT thì chúng ta phải đánh cái địa chỉ là bao nhiêu, sử dụng cái cổng COM, cổng nối tiếp chín chân ấy, thì chúng ta phải đánh một cái địa chỉ bao nhiêu để mà bộ xử lý biết là gửi dữ liệu ra cái địa chỉ đó, tức là đang muốn giao tiếp với cái ngoại vi đó. Về thành phần là bộ đệm ngoại vi thì chúng ta biết rằng đây là nơi mà nó sẽ chứa những cái dữ liệu từ ngoại vi đưa về, cũng như là nhận những cái dữ liệu từ bộ xử lý truyền về ngoại vi, nó là một cái nơi chứa tạm dữ liệu trước. Thì chúng ta thấy đây là năm giai đoạn của một cái chu kỳ nạp và xử lý lệnh. Thì điều đầu tiên, tại thời điểm bắt đầu thì bộ xử lý sẽ nạp cái lệnh từ bộ nhớ chứa lệnh và dữ liệu. Thì khi đó thanh ghi
bộ đếm chương trình Program Counter, viết tắt là PC, nó sẽ giữ cái địa chỉ của cái lệnh sẽ được nạp tiếp theo. Cái này các em lưu ý ha, lát sẽ thầy sẽ minh họa bằng một cái chương trình cụ thể. Và khi đó bộ xử lý nó sẽ tăng cái giá trị PC sau mỗi lệnh, sau mỗi khi nạp lệnh. Và cái lệnh được nạp nó sẽ được nạp, sẽ được đưa vào trong cái thanh ghi lệnh, viết tắt là IR, là Instruction Register. Sau đó bộ xử lý sẽ thông dịch cái lệnh này ra, thông dịch hay còn gọi là giải mã cái lệnh. Tất nhiên là cái lệnh ở đây thầy nhắc lại với các em được thể hiện bằng các giá trị nhị phân 01, và cần giải mã những cái giá trị nhị phân 01 đó ra để bộ xử lý biết là sẽ thực hiện một cái hành động nào được yêu cầu. Trong giai đoạn nạp lệnh thì bộ xử lý sẽ thể yêu cầu những lệnh từ hệ thống và lưu chúng vào trong những cái thanh ghi bên trong bộ xử lý. Và khi bộ xử lý có được những cái lệnh từ hệ thống rồi thì bộ xử lý sẽ thực hiện cái quyết định là giải mã lệnh decode từ những cái mã lệnh nhị phân 01 như vậy. Dựa trên cái opcode mà được thiết kế sẵn cho mỗi hệ thống khác nhau thì bộ xử lý sẽ giải mã cái tín hiệu đó ra, và dựa trên những tín hiệu đó thì bộ xử lý sẽ quyết định thành phần nào bên trong hệ thống sẽ được yêu cầu hoạt động thực thi đối với cái lệnh tương ứng. Về pha thứ hai, đó là cái pha thực thi, thì sau khi mà đã có được cái tín hiệu giải mã từ bộ xử lý rồi thì CPU sẽ quyết định thực thi cái mặt phần cứng nào bên trong của mình cho phép. Giả sử như với một cái mã lệnh là mã lệnh cộng S thì bộ xử lý sẽ cho phép cái mặt cộng trong bộ xử lý số học thực hiện. Bộ cộng chúng ta biết rằng giả sử như cộng giữa hai toán hạng thì khi đó CPU nó sẽ lấy dữ liệu thực tế từ bộ nhớ để biết rằng cái toán hạng có giá trị là bao nhiêu và thực hiện cái mặt cộng hai số nhị phân, nếu là số nguyên hoặc là số thập phân thì phải sử dụng là cái bộ cộng có dấu chấm động. Và sau khi chưa thực hiện xong cái lệnh xử lý rồi thì bộ xử lý sẽ lưu ngược cái giá trị mà tính toán được vào trong những thanh ghi hoặc là vào các bộ nhớ khác nhau trên hệ thống, có thể là bộ nhớ chính hoặc là lưu trữ ngược lại vào trong bộ nhớ bên ngoài như là SSD chẳng hạn. Thì một cái định dạng cho cái mã lệnh ở đây á, giả sử ta có là một cái thanh ghi 16 bit, trong đó opcode chiếm 4 bit và 12 bit còn lại là 12 bit địa chỉ. Đây là địa chỉ bộ nhớ nhé các em. Opcode này là cái quy định cho bộ xử lý biết phải làm cái tác vụ nào, được không ạ? Thì với 4 bit như thế này á, thì các em có thể hình dung rằng là máy tính này có thể thực hiện được 16 cái tác vụ khác nhau, 16 cái tác vụ khác nhau. Bởi vì nó là 4 bit thì chúng ta có thể giải mã ra 16 giá trị khác nhau. Giả sử ở đây chúng ta coi là một cái format của một con số integer, thì nếu như có dấu s ở đây á, thì nó dành 1 bit là cho bit dấu và 15 bit còn lại là cho bit, cho một cái giá trị mà cái số đó nó thể hiện. C là các thanh ghi bên trong CPU, thì chúng ta biết rằng nó có thanh ghi về bộ đếm chương trình là chứa địa chỉ của lệnh, thanh ghi lệnh là nó sẽ chứa các lệnh mà sẽ được thực thi, và thanh ghi dồn mà accumulator là một cái bộ nhớ lưu trữ tạm thời. Và đây là có họ minh họa chúng ta là trong giả sử như trong 16 cái hoạt động mà máy tính này có thể hỗ trợ từ cái opcode 4 bit này ấy, thì ở đây họ minh họa chúng ta một phần của nó. Hoạt động thứ nhất đó là tải một bộ AC từ bộ nhớ, chúng ta lưu cái giá trị mà trên cái bộ nhớ tạm thời này đến bộ nhớ. Phía trước là chúng ta đưa dữ liệu này vào bộ nhớ tạm thời trên CPU,
À, công việc nữa, một cái hoạt động khác nữa là chúng ta cộng, chúng ta cộng cái giá trị từ bộ nhớ vào cái thanh ghi AC này, và sau đó gắn ngược vào thanh ghi AC. Thì đây các em lưu ý, đây là thể hiện của số nhị phân các em. Đây là số nhị phân 01. À, chúng ta tiếp tục chúng ta xem coi phương pháp để một cái máy tính nó thực thi một cái chương phương pháp mà một máy tính thực thi một cái chương trình. Chúng ta xem cái ví dụ 3.5. Thì cái điều đầu tiên đó, các em nhìn tổng quát hình này trước. Và ở đây có lưu ý là nội dung trên bộ nhớ và trên thanh ghi được thể hiện ở hệ 16, hệ hexadecimal, tức là 16, tức là một con số ở đây nè các em. Giả sử đây là số 5 được thể hiện là 0101 là số 5 nhé các em. Số 5. Thì ngay cả trên bộ nhớ cũng vậy nhé các em. Đây là không phải là số 300 nhé, mà là số này là số thập lục, tức là 0011 000 000. Đó. Thì các em lưu ý đây là hết. Thì chúng ta coi là đây là một sáu bước từ step 1 đến step thứ 6. 6 bước mà máy tính nó sẽ thực thi một cái chương trình. Thì chúng ta xem thử. Điều đầu tiên thì bộ đếm chương trình chúng ta bắt đầu từ cái chỗ PC này trước em. Chúng ta bắt đầu từ PC trước nha. Đây là những thanh ghi nằm trong bộ xử lý, là bộ đếm chương trình nạp giá trị là 300. Thì ở tại giá trị 300 từ ô nhớ, đây là cái địa chỉ nhé các em, địa chỉ 300 từ ô nhớ đây, địa chỉ 300 thì tại địa chỉ 300 lưu giá trị là 19400. Thì đây là một cái số 44 số hexa là 16 bit, thì trong đó là số đầu là dành cho opcode, 12 cái bit sau là thành phần địa chỉ. Thì cái này á, được lưu đưa vào trong cái phần khi khi mà truy cập vào địa chỉ á, thì tại cái địa chỉ 300 này nó lưu cái giá trị này, thì giá trị 19400 này sẽ đưa vào trong cái thanh ghi lệnh, được không? Trong thanh ghi lệnh này bây giờ lưu cái giá trị là 19400. Thì tại cái thanh ghi lệnh này á, thì nó sẽ lấy 4 bit đầu, nó coi 4 bit đầu ở đây như thầy trình bày trước đó, là đây là mã lệnh opcode. Thành phần sau là thành phần địa chỉ là 9400, thì nó sẽ nhảy vào cái địa chỉ 9400 đây. Tại địa chỉ 9400 ở đây thì giá trị là 0003 và cái opcode là 001. 001 tức là gì? Là load cái giá trị từ bộ nhớ vào thanh ghi AC, và lúc đó thanh ghi AC nó sẽ có giá trị là 0003. Vậy chúng ta xong bước thứ hai, chúng ta đến bước thứ ba. Bước thứ ba là bây giờ từ cái địa chỉ 300 đúng không ạ, từ cái địa chỉ 300 thì sau khi thực thi xong đúng không em, sau khi theo nguyên tắc là sau khi thực thi xong việc đưa cái giá trị tại cái vùng nhớ 9400 này vào AC xong rồi, thì lập tức PC này nó được đẩy lên là 301 liền, được chưa? Thì tại cái bước số 3, tại cái bước số 3 thì PC nó là 301, nó sẽ chỏ đến cái chỗ này. Thì tại cái 301 thì giá trị trong bộ nhớ đang là 5941, nó sẽ được đẩy vô cho thanh ghi lệnh Instruction Register. Thì tại cái vị trí là 5941 này thì thầy nhắc lại 4 bit đầu ở đây nó dành cho là opcode, để biết là máy tính cần làm gì. Đó. Còn thành phần này là thành phần địa chỉ, thì nó nhảy xuống cái địa chỉ là 941. Đây là địa chỉ 941 với cái opcode là số 5, thì CPU nó sẽ giải mã cái số 5 này nè,
là 01 01 thì nó sẽ thực hiện công việc đó là cộng cộng cái giá trị từ bộ nhớ này vào thanh ghi AC. Xin lỗi, khi mà thanh ghi lệnh là IR này là 5941 thì nó điều đầu tiên nó sẽ truy cập vào cái địa chỉ 941 trước. Đây, tại địa chỉ 941 nó thấy giá trị là 0002, và sau khi nó giải mã cái lệnh opcode số 5 này á, nó thấy ở đây là một hoạt động cộng, thì nó sẽ lấy cái giá trị trong cái nguồn nhớ này nè, nó cộng dồn vào cái thanh ghi AC này, và chúng ta thấy rằng á, bây giờ thanh ghi AC á, bây giờ là giá trị là 5. Sau khi thực hiện xong cái bước số 4, các em thấy rằng lúc này á là bộ đếm chương trình nó đã tự động tăng lên một rồi, đúng không ạ? Thì khi á, bộ đếm chương trình tăng lên một á, thì tiếp tục mấy bộ xử lý nó mới chọn đến địa chỉ là 302, 302 này. Thì tại địa chỉ 302 này, giá trị của bộ nhớ là 2941 được nạp vào trong thanh ghi lệnh, đây là 2941. Thì khi đó máy tính sẽ nhảy đến địa chỉ là 941 tiếp tục, và với cái lệnh opcode là số 2. Thì với số 2 này á, thì khi mình có tham chiếu vào cái mã máy ở đây á, bộ xử lý nó giải mã cái lệnh này ra rồi á, nó biết đây là 0010 là số 2. Số 2 này nó sẽ lưu cái giá trị của bộ AC accumulator này vào bộ nhớ. Thì lúc này giá trị accumulator đang là 0005 thì nó sẽ lưu giá trị 0005 vào cái bộ nhớ tại vị trí là 941. Thì lúc này các em thấy là 0005 sẽ được đưa vào 911 thay thế cho 0002, mà lúc này tại step thứ 6 nó sẽ đã tại step thứ 6 địa chỉ 941 đã được thay thế một cái giá trị là 0005. Như vậy á, từ bước 1 bước 2 là muốn minh họa cho cái hoạt động là hoạt động nạp cái giá trị từ bộ nhớ vào thanh ghi AC. Hoạt động 3 4 là hoạt động mà muốn được minh họa cho cái việc là thực hiện một phép cộng cái giá trị từ bộ nhớ vào thanh ghi AC. Hoạt động 5 6 là hoạt động minh họa cho hoạt động là lấy nội dung của thanh ghi AC ghi ngược lại vào bộ nhớ. Thầy mới minh họa cho các em phương pháp mà máy tính nó thực hiện một cái lệnh như thế nào, và sự tổng hợp của nhiều cái lệnh như vậy thì nó gọi là máy tính thực hiện một chương trình. Về các khối module trong hệ thống máy tính thì chúng ta thấy rằng trong hệ thống máy tính nó sẽ có bao gồm 3 khối module chính là bộ xử lý, bộ nhớ và module ngoại vi. Thì các module về và liên quan đến các module này thì chúng ta thấy rằng đối với bộ xử lý thì nó cần các tín hiệu về điều khiển như là đọc hoặc ghi, cũng như là các tín hiệu về địa chỉ, bởi vì chúng ta biết rằng đây là một cái bộ nhớ có khả năng đánh địa chỉ, có khả năng ghi và đọc theo đúng kiến trúc của Neumann. Chúng ta cần những đường dữ liệu đầu vào nếu như chúng ta muốn ghi dữ liệu, và chúng ta có những điều dữ liệu hóa ra nếu chúng ta muốn lấy dữ liệu. Trong cái khối ngoại vi này thầy sẽ giải thích rõ với các em trong cái nội dung chương tiếp theo. Tuy nhiên trong cái chương này chúng ta chỉ cần biết khái quát rằng đối với module ngoại vi thì nó cũng cần các tín hiệu điều khiển, các tín hiệu điều khiển như là đọc và ghi. Đây là các khối module đây là cái khối module ngoại vi sẽ giao tiếp trực tiếp với các ngoại vi, như thầy trình bày đối với các em như chuột bằng phím, hoặc là các ngoại vi truyền thông như là cổng song song hoặc là cổng nối tiếp. Thì chúng ta biết rằng giả sử đối với đối với cái cổng nối tiếp thì chúng ta khi chúng ta mong muốn truyền dữ liệu qua cổng nối tiếp thì chúng ta phải đưa các đường dữ liệu vào internal data, và các đường dữ liệu này tín hiệu dữ liệu này sẽ được truyền ra bên ngoài thông qua cái việc ghi đọc ở đây. Và một cách khái quát có thể thấy rằng là trong máy tính, hệ thống máy tính chúng ta có rất nhiều các ngoại vi khác nhau, và vì thế để giao tiếp được với một số lượng ngoại vi lớn như vậy thì máy tính nó sử dụng một cái cơ chế là cơ chế ngắt. Và ở đây là ngoại vi thì nó có thêm một cái tín hiệu, đó là tín hiệu báo ngắt, gọi là interrupt signal.
báo cho bộ xử lý biết rằng ngoại vi nào đang cần xử lý, đang cần chờ lấy thông tin hoặc là đang cần muốn đưa thông tin vào hệ thống. Đối với thành phần bộ xử lý, thành phần rất quan trọng bên trong hệ thống, thì nó có các đường về nạp lệnh và đường nạp dữ liệu, và các đường báo tín hiệu ngắt từ các ngoại vi đưa về. Đó là các đường ngõ vào. Còn các đường ngõ ra thì bộ xử lý khi yêu cầu điều khiển các thiết bị hoặc cũng như điều khiển bộ nhớ thì nó sẽ đánh địa chỉ cho các thiết bị hoặc là đánh địa chỉ cho bộ nhớ để giao tiếp. Và ngoài ra đưa các tín hiệu điều khiển ở đây là các tín hiệu điều khiển đọc và ghi, và cũng như là đây là đường dữ liệu. Bởi vì khi sau khi hệ thống bộ xử lý chúng ta xử lý dữ liệu xong thì trả dữ liệu về cho bộ nhớ hoặc là cho ngoại vi đưa ra bên ngoài chẳng hạn. Các tín hiệu cần được chuyển giao trong hệ thống máy tính bao gồm là các luồng dữ liệu được chuyển giao từ bộ xử lý tới bộ nhớ, hoặc là từ bộ nhớ đến bộ xử lý, cũng như là từ ngoại vi đến bộ xử lý, hay là từ bộ xử lý đến ngoại vi. Và hoạt động thứ năm nữa là chuyển giao dữ liệu giữa bộ nhớ và ngoại vi. Và giả sử trong trường hợp giữa bộ nhớ và bộ xử lý thì bộ nhớ sẽ đọc những cái lệnh hoặc là những cái dữ liệu từ bộ nhớ, và trong cái vai trò giao tiếp giữa bộ xử lý và bộ nhớ thì bộ xử lý sẽ ghi những cái dữ liệu đến bộ nhớ. Khi mà giao tiếp với bộ xử lý thì ngoại vi nó sẽ đẩy cái dữ liệu đọc được từ ngoại vi và đưa vào bộ xử lý. Hoặc là nếu như bộ xử lý muốn ghi dữ liệu xuống ngoại vi thì bộ xử lý sẽ gửi dữ liệu tới thiết bị ngoại vi. Thì để kết nối ba thành phần chính trong hệ thống máy tính này ở đây lại với nhau thì chúng ta cần nối chung những cái đường tín hiệu này lại với nhau và không để nó rời rạc. Như vậy làm sao chúng ta có thể kết nối tất cả những đường tín hiệu này lại với nhau và làm cho máy tính hoạt động một cách nhịp nhàng, thì đó là vai trò của bus hệ thống, hay còn gọi là system bus. System bus nó là cái nơi mà nó chia sẻ tất cả các tín hiệu giữa tất cả thành phần này lại với nhau, và tất nhiên là các tín hiệu này là được thể hiện bằng cái tín hiệu số, hiệu nhị phân 0 và 1. Thì cái hình ảnh này minh họa cho chúng ta thấy rằng đây là sự kết nối của bus hệ thống cho ba thành phần chính là bộ xử lý, bộ nhớ và các ngoại vi. Thì trong bus hệ thống sẽ bao gồm ba thành phần, đó là những cái đường tín hiệu, đường địa chỉ và đường dữ liệu như thầy trình bày trước đó các em. Thì về đường dữ liệu thì nó bao gồm những cái đường tín hiệu riêng, có thể là một cái bus 3264128 bit, thì mỗi đường tín hiệu một line thì thể hiện cho nó là 1 bit, và số lượng của đường dây này nó chính là cái chiều rộng của cái đường dữ liệu. Thì tất nhiên là nếu như số lượng càng lớn thì bus dữ liệu này sẽ truyền dữ liệu được nhiều hơn trong một thời điểm. Số lượng đường bit này nó sẽ quyết định bao nhiêu bit sẽ được truyền tại một thời điểm, và nó cũng là một cái yếu tố để mà đánh giá cái hiệu năng của hệ thống. Về bus địa chỉ thì cái mà nó sẽ quyết định những cái địa chỉ nguồn và địa chỉ đích của dữ liệu trên hệ thống bus dữ liệu. Mục đích của bus địa chỉ là dùng để truyền cái địa chỉ giữa bộ xử lý khi muốn yêu cầu truy cập vào bộ nhớ hoặc là ngoại vi. Và bus điều khiển ở đây nó sẽ bao gồm các tín hiệu điều khiển. Giả sử như nếu như muốn truy cập vào bộ nhớ thì yêu cầu là những tín hiệu điều khiển ghi đọc vào bộ nhớ, và hoặc là những cái tín hiệu nhận những cái tín hiệu ngắt hoặc là xử lý ngắt trả về cho cái thiết bị ngoại vi. Như vậy thì trong nội dung chương 3, thầy vừa trình bày cho các em khái quát về các thành phần bên trong của một cái máy tính theo kiến trúc Vonnegut, chức năng của hệ thống máy tính, và đưa ra một cái ví dụ về quy trình nạp và xử lý lệnh, cũng như là đưa cho các em một cái ví dụ minh họa, và ngoài ra một cái giới thiệu khái quát về hệ thống bus trên hệ thống máy tính vừa được trình bày với các em. Xin chào các em.